Tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu. Lúc bấy giờ, trời đầy mù từ ngoài biển bay vào, lại lác đác mấy hạt mưa. Tôi rúc vào bên bánh xích của một chiếc xe tăng để tránh mưa. Đang lúi húi thay phim, lúc ngẩng lên thấy một chuyện hơi lạ. Một chiếc thuyền lưới vó, mà tôi đoán là trong nhóm đánh cá ban nãy, đang trèo thẳng vào trước mặt tôi. Có lẽ suốt một đời cầm máy ảnh, chưa bao giờ tôi thấy được một cảnh đất trời cho như vậy. Trước mặt tôi là một bức tranh mực tàu của một danh họa thời cổ. Mũi thuyền in một nét mơ hồ, lè nhòe vào bổ sương mù trắng như sữa, có pha đôi chút màu hồng hồng do ánh mặt trời chiếu vào. Vài bóng người lớn lẫn trẻ con ngồi im phăng phắc như tượng trên chiếc mui khum khum đang hướng mặt vào bờ. Tất cả khung cảnh ấy nhìn qua những cái mắt lưới và tấm lưới nằm giữa hai chiếc họng vó, hiện ra dưới một hình thù y hệt cánh của một con rơi. Toàn bộ khung cảnh từ đường nét đến ánh sáng đều hài hòa và đẹp. Một vẻ đẹp thực đơn giản và toàn bích, khiến đứng trước nó tôi trở nên bối rối. Trong trái tim như có cái gì bóc thắt vào. Chẳng biết ai đó lần đầu đã phát hiện ra bản thân cái đẹp chính là đạo đức. Trong giây phút bối rối, tôi tưởng chính mình vừa khám phá thấy cái chân lý của sự hoàn thiện, khám phá thấy cái khoảnh khắc trong ngần của tâm hồn. Chẳng phải lựa chọn xê dịch gì nữa, tôi gác máy lên bánh xích của chiếc xe tăng hỏng, bấm liên thanh một hồi hết 1/4 cuốn phim, thu vào chiếc Pratica cái khoảnh khắc hạnh phúc tràn ngập tâm hồn mình do cái đẹp tuyệt đỉnh của ngoại cảnh vừa mang lại. Tôi chấp mẩm ngay, trong ngày hôm nay hoặc sáng mai đã có thể nhảy lên tàu hỏa trở về, nếu cái anh bạn đồng ngũ không cố níu giữ ở chơi thêm vài bữa. Ngay lúc ấy, chiếc thuyền đâm thẳng vào trước chỗ tôi đứng. Một người đàn ông và một người đàn bà rời chiếc thuyền. Họ phải lội qua một quãng bờ phá, nước ngập đến quá đầu gối. Bất giác, tôi nghe người đàn ông nói rõ lên thuyền như quát: "Cứ ngồi nguyên đấy, động đậy, tao giết cả mày đi bây giờ." Chắc chắn họ không trông thấy tôi. Người đàn bà trạc ngoài 40, một thân hình quen thuộc của đàn bà vùng biển, cao lớn với những đường nét thô kệch, mụ rỗ mặt, khuôn mặt mệt mỏi sau một đêm thức trắng kéo lưới, tái ngắt và dường như đang buồn ngủ. Người đàn ông đi sau, tấm lưng rộng và cong như lưng một chiếc thuyền, mái tóc tổ quạ, lão đi chân chữ bát, bước từng bước chắc chắn, hàng lông mày cháy nắng rủ xuống hai con mắt đầy vẻ độc dữ, lúc nào cũng nhìn dán vào tấm lưng áo bạc phếch và rách dưới, nửa thân dưới ướt sũng của người đàn bà. Từ chỗ chiếc xe tăng mà tôi đang đứng với chiếc máy ảnh, đi quá 10 bước sâu vào phía trong, có một chiếc xe giả phá mìn của công binh Mỹ. Chiếc xe sơn màu vàng tươi và to lớn gấp đôi một chiếc xe tăng. Hai người đi qua trước mặt tôi. Họ đi đến bên chiếc xe giả phá mìn. Người đàn bà đứng lại, ngước mắt nhìn ra ngoài mặt phá nước, chỗ chiếc thuyền đậu một thoáng, rồi đưa một cánh tay lên, có lẽ định gãi hay sửa lại mái tóc, nhưng rồi lại buông thõng xuống, đưa cặp mắt nhìn xuống chân. Lão đàn ông lập tức trở nên hùng hổ, mặt đỏ gay. Lão rút trong người ra một chiếc thắt lưng của lính ngụy ngày xưa. Có vẻ như những điều phải nói với nhau họ đã nói hết. Chẳng nói chẳng rằng, lão chút cơn giận như lửa cháy bằng cách dùng chiếc thắt lưng quật tới tấp vào lưng người đàn bà. Lão vừa đánh vừa thở hồng hộc, hai hàm răng nghiến ken két. Cứ mỗi nhát quất xuống, lão lại nguyền rủa bằng cái giọng rên rỉ đau đớn: "Mày chết đi cho ông nhờ, chúng mày chết hết đi cho ông nhờ." Người đàn bà với một vẻ cam chịu để nhẫn nhục, không hề kêu một tiếng, không chống trả, cũng không tìm cách chạy trốn. Tất cả mọi việc xảy đến khiến tôi kinh ngạc đến mức trong mấy phút đầu tôi cứ đứng há mồm ra mà nhìn. Thế rồi chẳng biết từ bao giờ,
tôi đã vứt chiếc máy ảnh xuống đất, chạy nhào tới. Bóng một đứa con nít lao qua trước mặt tôi. Tôi vừa kịp nhận ra, thằng Phác, thằng bé trên rừng xuống, vừa nằm ngủ với tôi từ lúc nửa đêm. Thằng bé cứ chạy một mạch, sự giận dữ, căng thẳng làm nó khi chạy qua không nhìn thấy tôi. Như một viên đạn trên đường lao tới đích đã nhắm, mặc cho tôi gọi, nó vẫn không hề ngoảnh lại. Nó chạy tiếp một quãng ngắn giữa những chiếc xe tăng, rồi lập tức nhảy sổ vào cái lão đàn ông. Cũng y hệt người đàn bà, thằng bé của tôi cũng như một người câm. Và đến lúc này tôi mới biết là nó khỏe đến thế. Khi tôi chạy đến nơi thì chiếc thắt lưng da đã nằm trong tay thằng bé. Không biết làm thế nào, nó đã giằng được chiếc thắt lưng, liền dấn thẳng người, vung chiếc khóa sắt quật vào giữa khuôn ngực trần vạm vỡ, cháy nắng, có những đám lông đen như hắc yến loăn xoăn từ rốn mọc ngược lên. Lão đàn ông định giằng lại chiếc thắt lưng nhưng chẳng được nữa, liền giăng thẳng cánh tay cho thằng bé hai cái tát, khiến thằng nhỏ lảo đảo ngã dúi xuống đất. Rồi lão lẳng lặng bỏ đi về phía bờ nước để trở về thuyền, không hề quay mặt nhìn lại, chỉ có tảng lưng khung khung và vạm vỡ càng có vẻ cúi thấp hơn. Nòm lão như một con gấu đang đi tìm nguồn nước uống. Hai bàn chân chữ bát để lại những vết chân to và sâu trên bãi cát hoang vắng. Người đàn bà dường như lúc này mới cảm thấy đau đớn, vừa đau đớn vừa vô cùng xấu hổ, nhục nhã. Phác, con ơi! Miệng mếu máo gọi, người đàn bà ngồi sẹp xuống trước mặt thằng bé, ôm chầm lấy nó rồi lại buông ra, chắp tay váy lấy váy để rồi lại ôm chầm lấy. Thằng nhỏ cho đến lúc này vẫn chẳng hề hé răng, như một viên đạn bắn vào người đàn ông, và bây giờ đang xuyên qua tâm hồn người đàn bà, làm rò xuống những giọt nước mắt. Và cái thằng nhỏ lặng lẽ đưa mấy ngón tay khẽ sờ trên khuôn mặt người mẹ, như muốn lau đi những giọt nước mắt chứa đầy trong những nốt rỗ chẳng chịt. Thế rồi bất ngờ, người đàn bà buông đứa trẻ ra, đi thật nhanh ra khỏi bãi xe tăng hỏng, đuổi theo lão đàn ông. Cả hai người lại trở về thuyền. Khoảnh khắc sau, bãi cát lại trở về với vẻ mênh mông và hoang sơ. Giữa tiếng sóng ngoài khơi dội những tiếng kêu ồ ồ và có im lặng, chỉ có tôi và thằng bé đứng trơ giữa bãi xe tăng hỏng. Trên tay thằng nhỏ vẫn cầm chiếc thắt lưng. Hai chúng tôi đưa mắt ngơ ngác nhìn ra một quãng bờ phá vừa ban nãy chiếc thuyền đậu. Như trong câu chuyện cổ đầy quái đản, chiếc thuyền lưới vó đã biến mất. Cũng không phải là lần đầu đến một nơi công sở, nhưng người đàn bà vẫn có vẻ sợ sệt, lúng túng. Cái vẻ lúng túng, sợ sệt mà ngay lúc mụ đứng giữa bãi xe tăng cũng không hề thấy có. Người đàn bà chỉ quen sống giữa mặt nước, vừa đặt chân vào trong gian phòng đầy bàn ghế và giấy má, liền tìm đến một góc tường để ngồi. Ngồi sau một chiếc bàn lớn, đầu nhổm dậy, chỉ chiếc ghế mây trước mặt, cố làm ra vẻ thân mật. Chị ngồi lên đây, sao lại thế? Hãy ngồi lên chiếc ghế này. Đầu phải nói đến lượt thứ hai, mụ mới dám rón rén đến ngồi ghé vào mép chiếc ghế và cố thu người lại. Đầu hỏi, thế nào, chị đã nghĩ kỹ chưa? Người đàn bà ngước lên nhìn đầu, rồi lại cúi mặt xuống. Thưa, đã. Đầu gật đầu, anh đứng dậy. Tự nhiên anh rời chiếc bàn, đến đứng vịn vào lưng ghế người đàn bà đang ngồi. Giọng trở nên đầy giận dữ, khác hẳn với giọng một vị chánh án. 3 ngày một trận nhẹ, 5 ngày một trận nặng. Cả nước không có một người chồng nào như hắn. Tôi chưa hỏi tội của hắn, mà tôi chỉ muốn bảo ngay với chị, chị không sống nổi với cái lão đàn ông vũ phu ấy đâu. Chị nghĩ thế nào? Người đàn bà hướng về phía đầu, tự nhiên chắp tay, vái lia lịa. Còn lại quý tòa, sao, sao,
Quý tòa bắt tội con cũng được, phạt tù con cũng được, đừng bắt con bỏ nó. Lúc bấy giờ, tôi đang ngồi giấu mặt sau bức màn vải hoa, ngăn chỗ làm việc bên ngoài và phòng ngủ bên trong của đầu. Sau câu nói của người đàn bà, tôi cảm thấy gian phòng ngủ, lồng lộng gió biển của đầu, tự nhiên bị hút hết không khí, trở nên ngột ngạt quá. Tôi vén lá màn bước ra. Người đàn bà nhận ra được tôi ngay, mũ nhấp nhổm, xoay mình trên chiếc ghế như bị kiến đốt. Và về sau, tôi mới sực nghĩ ra. Mụ nghĩ rằng tòa án đã bố trí sẵn tôi ngồi phía sau để chuẩn bị làm nhân chứng. Chị cứ ngồi nguyên đấy. Đầu nói với vẻ đầy hào hứng của một con người bảo vệ công lý vừa có thêm người đến tiếp viện. Anh chạy sang phòng bên, xách một chiếc ghế cho tôi. Bấy giờ, dưới con mắt của người đàn bà hàng chài, vị chánh án không phải là đầu đã trở về ngồi sau chiếc bàn lớn, mà là tôi với mấy vết thương đã lên da non nhưng vẫn để dấu vết trên mặt. Tùy bà. Đầu thay đổi cách xưng hô, khoác lên mình cái cung cách bề ngoài của một vị chánh án. Chủ trương nguyên tắc của chúng tôi là kêu gọi hòa thuận. Đang ngồi cúi gục xuống, người đàn bà bỗng ngẩng lên nhìn thẳng vào chúng tôi, lần lượt từng người một với một vẻ ban đầu hơi ngơ ngác. Chị cảm ơn các chú. Người đàn bà đột nhiên thốt lên bằng một giọng khẩn thiết. Đây là chị nói thành thực. Chị cảm ơn các chú. Lòng các chú tốt, nhưng các chú đâu có phải người làm ăn, cho nên các chú đâu có hiểu được cái việc của người làm ăn là lam lũ, khó nhọc. Chỉ mấy lời mào đầu ấy, người đàn bà đã mất hết cái vẻ ngoài khúm núm, sợ sệt. Điệu bộ khác, ngôn ngữ khác. Cũng phải nói thật, những lời ấy, nhất là đấy lại là lời một người đàn bà khốn khổ, không phải dễ nghe đối với chúng tôi. Dầu mặt hãy còn trẻ, đầu cũng là một chánh án huyện. Còn tôi, một người đáng lẽ mụ phải biết ơn. Nhưng người đàn bà để lộ ra cái vẻ sắc sảo chỉ đến thế, chỉ vừa đủ để kích thích trí tò mò của chúng tôi. Mụ đưa cặp mắt đầy vẻ mệt mỏi nhìn ra ngoài bờ phá, bên kia con đường chính của phố huyện ở đấy. Thiếu nữ mặc áo tím vẫn ngồi đợi mụ trên chiếc mùng. Trong phút chốc, ngồi trước mặt chúng tôi lại vẫn là một người đàn bà lúng túng, đầy sợ sệt, nhưng có vẻ thông cảm với chúng tôi hơn. Mụ bắt đầu kể. Từ nhỏ tuổi, tôi đã là một đứa con gái xấu, lại dỗ mặt, sau một bận lên đậu mùa. Hồi bấy giờ, nhà tôi còn khá già. Nhà tôi trước ở trong cái phố này. Cũng vì xấu, trong phố không ai lấy. Tôi có mang với một anh con trai một nhà hàng trải giữa phá, hay đến nhà tôi mua bả về đan lưới. Lão chồng tôi khi ấy là một anh con trai cục tính, nhưng hiền lành lắm, không bao giờ đánh đập tôi. Người đàn bà bỗng chép miệng, con mắt như đang nhìn suốt cả cuộc đời mình. Giá tôi đẻ ít đi, hoặc chúng tôi sắm được một chiếc thuyền rộng hơn. Từ ngày cách mạng về đã đỡ đói khổ, chứ trước kia vào các vụ bắp, ông trời làm độc biển suốt hàng tháng. Cả nhà, vợ chồng, con cái toàn ăn cây xương rồng luộc chấm muối. Lão ta trước hồi 75 có đi lính ngụy không? Tôi bỗng hỏi một câu như lạc đề. Không chú à, cũng nghèo khổ, túng quẫn vì trốn lính. Bỗng mụ đỏ mặt. Nhưng cái lỗi chính là đám đàn bà ở thuyền đẻ nhiều quá, mà thuyền lại chật. Vậy sao không lên bờ mà ở? Làm nhà trên đất, ở một chỗ, đâu có thể làm được cái nghề thuyền lưới vó. Từ ngày cách mạng về, cách mạng đã cấp đất cho, nhưng chẳng ai ở vì không bỏ nghề được. Ở trên thuyền có bao giờ lão ta đánh chị không? Tôi hỏi. Bất kể lúc nào thấy khổ quá,
là lão xách tôi ra đánh, cũng như đàn ông thuyền khác uống rượu. Giá mà lão uống rượu thì tôi còn đỡ khổ. Sau này con cái lớn lên, tôi mới xin được với lão đưa tôi lên bờ mà đánh. Không thể nào hiểu được, không thể nào hiểu được. Đầu và tôi cùng một lúc thốt lên. Là bởi vì các chú không phải là đàn bà. Chưa bao giờ các chú biết như thế nào là nỗi vất vả của người đàn bà trên một chiếc thuyền không có đàn ông. Phải, phải. Bây giờ tôi đã hiểu. Bất ngờ đầu chút một tiếng thở dài đầy chua chát. Trên thuyền phải có một người đàn ông, dù hắn man dợ, tàn bạo. Phải, người đàn bà đáp. Cũng có khi biển động sóng gió chứ chú. Lát lâu sau, mụ lại mới nói tiếp. Mong các chú cách mạng thông cảm cho đám đàn bà hàng chài ở thuyền chúng tôi cần phải có người đàn ông để chèo chống khi phong ba, để cùng làm ăn, nuôi nấng, đặng một sắp con. Nhà nào cũng trên dưới chục đứa. Ông trời sinh ra người đàn bà là để đẻ con, rồi nuôi con cho đến khi khôn lớn. Cho nên phải gánh lấy cái khổ. Đàn bà ở thuyền chúng tôi phải sống cho con, chứ không thể sống cho mình như ở trên đất được. Mong các chú lượng tình cho cái sự lạc hậu. Các chú đừng bắt tôi bỏ nó. Lần đầu tiên trên khuôn mặt xấu xí của mụ chợt ửng sáng lên như một nụ cười. Và lại, ở trên chiếc thuyền cũng có lúc vợ chồng, con cái chúng tôi sống hòa thuận, vui vẻ. Cả đời chị có một lúc nào thật vui không? Đột nhiên tôi hỏi. Chú, vui nhất là lúc ngồi nhìn đàn con tôi, chúng nó được ăn no. Viên chánh án huyện rời chiếc bàn, xếp đến phát ngốt lên những chồng hồ sơ, giấy má trong phòng. Hai tay thọc sâu vào hai bên túi, chiếc quần quân phục đã cũ. Một cái gì vừa mới vỡ ra trong đầu vị bao công của cái phố huyện vùng biển. Lúc này trông đầu rất nghiêm nghị và đầy suy nghĩ. Người đàn bà đã khóc khi nghe tôi nhắc đến thằng Phát. Nhưng tình thương con cũng như nỗi đau, cũng như cái sự thâm trầm trong việc hiểu thấu các lẽ đời, hình như mụ chẳng bao giờ để lộ rõ rệt ra bề ngoài. Trong cái đám con cái đông đúc đang sống ở dưới thuyền, mụ không yêu một đứa nào bằng thằng Phát. Cái thằng con từ tính khí đến mặt mũi giống như lột da từ cái lão đàn ông đã từng hành hạ mụ, và không khéo sẽ còn hành hạ mụ cho đến khi chết, nếu không có cách mạng về. Mụ cho chúng tôi biết, vì sợ thằng bé có thể làm điều gì dại dột đối với bố nó, mụ đã phải gửi nó lên rừng nhờ bố mình nuôi đã nửa năm nay. Ở với ông ngoại, thằng bé sướng hơn ở trên thuyền với bố mẹ, nhưng hễ rời ra là nó trốn về. Thằng bé tuyên bố với các bác ở xưởng đóng thuyền rằng nó còn có mặt ở dưới biển này thì mẹ nó không bị đánh. Từ hôm ấy, trong khi đầu gặp lão đàn ông để giáo dục, răn dạy lão, thì tôi trở lại xưởng đóng thuyền. Vắng thằng Pháp, dù sao cái bãi cát cũng như cả vùng phá nước trở nên trống trải thế nào ấy. Đêm, những đàn chim di cư vẫn vỗ cánh trong sương bay qua vùng phá. Tôi khoác chiếc máy ảnh đi lang thang cho đến tận khuya, đã mỏi cả chân. Tôi đến ngồi bên một ngọn lửa, nhúng phoi bào, bắt cháy sang mấy đầu mổ gỗ cưa ra từ các lẻ ván của một chiếc thuyền mới vớt lên được sau vụ đắm thuyền trong vụ Bắc năm ngoái. Gần sáng, trời trở gió đột ngột, từng tảng mây đen xếp ngổn ngang trên mặt biển đen ngòm, và biển bắt đầu gào thét. Sóng bạc đầu ngoài cửa lạch nổi cồn lên, cao như những ngọn núi tuyết trắng. Trong phá, các thứ tàu thuyền đều tìm vào bờ để trú. Duy ở giữa phá, chẳng hiểu vì sao, vẫn còn thấy một chiếc thuyền vó bè đang đậu. Gió rú ào ào, chung quanh chiếc xe reo vừa mới ở trên rừng xuống, chưa dỡ gỗ xuống hết.
Cái ông lão đã ngoài 60 mà vẫn còn theo đuổi nghề sơn tràng, đang ngồi bên bếp lửa giữa trời, vẫn đặt hai con mắt đầy vẻ lo lắng ra ngoài mặt phá, nơi có chiếc thuyền. Cái bếp lửa cũng bị gió ném tung ra khắp bãi cát. Những tàn lửa đỏ rực bay quẩn lên chung quanh chỗ tôi và ông lão ngồi. Tôi xem lại xong cơm đã sống nhăn hộ ông lão, đoạn gào lên: "Chiều gió này không khéo bão cấp 11 rồi." Ừ. Ông lão lẩm bẩm, vẫn không rời mắt khỏi chiếc thuyền đang chống chọi với sóng gió giữa phá. Những tấm ảnh tôi mang về đã được chọn lấy một tấm, trưởng phòng rất bằng lòng về tôi. Không những trong bộ lịch năm ấy mà mãi mãi về sau, tấm ảnh chụp của tôi vẫn còn được treo ở nhiều nơi, nhất là trong các gia đình sành nghệ thuật. Quái lạ, tuy là ảnh đen trắng, nhưng mỗi lần ngắm kỹ, tôi vẫn thấy hiện lên cái màu hồng hồng của ánh sương mai. Lúc bấy giờ, tôi nhìn thấy từ bãi xe tăng hỏng. Và nếu nhìn lâu hơn, bao giờ tôi cũng thấy người đàn bà ấy đang bước ra khỏi tấm ảnh. Đó là một người đàn bà vùng biển cao lớn với những đường nét thô kệch, tấm lưng áo bạc phếch có miếng vá, nửa thân dưới ướt sũng, khuôn mặt rỗ đã nhợt trắng vì kéo lưới suốt đêm. Mụ bước những bước chậm rãi, bàn chân dậm trên mặt đất chắc chắn, hòa lẫn trong đám đông.